Uống nước dừa liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ thấy 8 thay đổi kỳ diệu cho sức khỏe. Uống nước dừa hàng ngày trong 7 ngày liên tiếp có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Dưới đây là 8 điểm kỳ diệu mà cơ thể của bạn sẽ cảm ơn bạn. Nước dừa góp phần tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Nó cũng có khả năng loại bỏ vi khuẩn trong cơ thể, giúp ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiệt miệng và cảm cúm. Cải thiện hệ tiêu hóa. Acid hyaluronic trong nước dừa chuyển đổi thành monogen. Khi tiếp xúc với cơ thể, monogen giúp kháng virus, kháng khuẩn và chống viêm đường ruột, khí sinh trùng và nhiễm trùng đường tiêu hóa, giảm mệt mỏi và stress. Nước dừa có khả năng làm giảm các mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Uống nước dừa liên tục trong vòng 15 ngày có thể làm giảm huyết áp, giảm cân khoa học. Nước dừa chứa ít calo và hầu như không có chất béo. Điều này làm cho nó trở thành thức uống lý tưởng cho người muốn giảm cân. Nó còn điều hòa mức đường trong máu và tăng khả năng đốt cháy calo của cơ thể. Chống lão hóa da. Estrogen trong nước dừa giúp chống lại sự lão hóa của da. Thường xuyên thoa nước dừa kết hợp với ít nước chanh lên da để tăng cường độ đàn hồi và ngăn không cho da bị chảy xệ. Giảm đau đầu. Nếu bạn đang đau đầu hoặc buồn nôn do mất nước, nước dừa có thể cung cấp đầy đủ các chất cần thiết. Hy vọng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hãy follow kênh để luôn nhận được những video hữu ích nhé.